Thanh Trang cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính chào quý vị. Đêm hội ngộ các cựu tù nhân chính trị Phùng Thiên, Ái Tử, Bình Điền đã được tổ chức tại thành phố Fort Church, Virginia vào ngày Chủ nhật 11 tháng 8, 2019. Anh về thủ đô biết bao là vui, đã để lại đây mến thương đầy vơi. Người dân nước Việt ghi ơn các anh đã hy sinh vì dân. Đêm hội ngộ gia đình cựu tù nhân chính trị Cồn Tiên, Ái Tử, Bình Điền lần thứ 13 đã được tổ chức tại tiểu bang Virginia trong một buổi chiều Chủ nhật 11 tháng 8, 2019. Nhưng tất cả các cựu tù nhân chính trị và gia đình năm nay đã họp mặt tại thủ đô Washington vào ngày thứ Năm, buổi họp mặt tiền hội ngộ vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy đi thăm viếng thủ đô Washington. Trại tù Cồn Tiên, Ái Tử, Bình Điền, nỗi đau không bao giờ quên vì có rất nhiều người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chết trong một tù Cộng sản và họ chết trong vinh quang bất khuất trước chế độ bạo quyền của Cộng sản. Và chắc chắn rằng đêm hội ngộ lần thứ 13, những người bạn tù đang hiện diện không quên thắp nén hương lòng cho những bạn tù đã mất. Và sau ngày tăng tốc của miền Nam Việt Nam, bao nhiêu người lính Việt Nam Cộng Hòa cuộc đời đã bị bắt đầu tù tội dưới bạo quyền Cộng sản. Ông trưởng ban tổ chức Bùi Văn Thông đã gửi đến những lời chào mừng và không quên cảm ơn các người vợ của những cựu tù nhân đã tận tụy nhẫn nại hy sinh nuôi chồng trong bao nhiêu năm qua. Mọi người về từ các tiểu bang khác nhau, hơn 20 tiểu bang và hơn 450 người. Nhà hàng không còn một chỗ trống. Có rất nhiều người trong ban tổ chức không có ban ngồi. Chúng tôi là tụi tề từ nhau hàng năm. Trong một mỗi mùa tùy theo ấn định của các tiểu bang, tùy thời tiết và khí hậu, tiểu bang đã ấn định cho chúng tôi về 4 ngày. Nhưng riêng vùng Hoa Thiền Đỗ này chúng tôi có 4 ngày. Thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, và chúng tôi tạm biệt chia nhau trong ngày thứ Hai. Ngày thứ Năm, đầu tiên là chúng tôi trên con đường đi chuẩn bị từ các tiểu bang về, các tiểu bang xa, các tiểu bang gần thì lái xe để đưa về tụ họp tại vùng Hoa Thiền Đỗ này. Chúng tôi rất hớn hở và vui mừng khi tụ họp nhau trong ngày thứ Năm. Ngày thứ Sáu là ngày sơ ngộ. Ngày sơ ngộ chúng tôi cũng đưa vô được nhà hàng và chúng tôi họp trong tình thân của anh em, và đầu tiên là chúng tôi gặp nhau tay bắt mặt mừng. Những người vợ, những người chồng đã hòa đồng với nhau trong sự chung vui của Ái Tử Bình Điền. Ngày thứ Bảy là chúng tôi có những tổ chức cuộc đi dạo chơi giải trí cho những người bạn tù sau những năm cực nhọc làm việc và giải khuây để quên đi những cái nỗi nhọc nhằn của chúng tôi đã bị Cộng sản tù đày trong những năm kế tiếp. Đêm hôm nay là đêm Chủ nhật, chúng tôi đã mở cuộc đại hội hội ngộ ngày đêm hôm nay. Chúng tôi dưới sự tương đối là thành công, chúng tôi và ban tổ chức trong hội của tù nhân chính trị Cồn Tiên bảy cho đã nở nụ cười tương đối dễ thương. Hôm nay đến đây cái gia đình và nhiều bạn từ Bắc Cali về tham dự, số lượng có thể gần 40 người. Tuy nhiên mỗi năm thì vào cái dịp mà gặp gỡ của Ái Tử Bình Điền toàn quốc, chúng tôi phần nhiều là có mặt ở khắp nơi và hôm nay là có mặt tại DC. Con nghĩ gì đây, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi cho bạc mái đầu. Quê hương điều linh con vẫn khóc, trong chờ ngày về con vẫn thắp từng ngôi sao đêm như ánh mắt mẹ. Giờ đi tù năm 75, lúc đầu thì ra trại một Ái Tử, sau đó một năm sau thì lên Cồn Tiên, trại Cồn Tiên, và khoảng một năm sau thì về trại ba Ái Tử, và sau đó thì vô trại một Bình Điền. Tôi cũng là một cựu tù của trại tù
Cồn Tiên, Ái Tử, Bình Điền. Tôi là ở trại 3 hồi năm và bị tù cộng sản 6 năm 4 tháng 10 ngày. Sau khi được ra tù, trở về đoàn tù với gia đình, vẫn rất là hạnh phúc khi người vợ đầu ấp tay gối trong bao nhiêu năm vẫn đợi chờ chồng, vẫn gánh gạo nuôi chồng và nuôi con trong sự cam khổ tột cùng dưới ách thống trị của Đảng Cộng sản. Tôi là cựu đại úy Trần Văn Quyền ở trại 4 Bình Điền. Tôi ở trong trại tù 12 năm 6 tháng 11 ngày, là một người đã được anh em trong trại cho tôi là một người hùng đã từng chống đối và nêu gương tinh thần bất khuất chống cộng sản cho tất cả anh em. Khi mà chồng đi bị tù đi thì là mình nghĩ tới ngày về. Chồng của tôi là bị tù vậy là 8 năm. Thì những ngày sống ở ngoài thì quá thời gian khá dài, lao khổ quá. Tôi có được là 3 người con, 2 trai, 1 gái. Mỗi năm có những lúc mà họ cho đi thăm thì mình một tháng đi thăm lần. Thì cũng cực khổ lắm, gian nan mà cực khổ lắm. Thành thử mình không muốn nhớ tới làm chi nữa. Vì chồng tôi ở tù đến 10 năm, mặc dù ông là một bác sĩ. Trước tiên thì ông ở tù ở Ái Tử, Bình Điền. Ở Ái Tử, sau rồi ông lên Bình Điền. Và tôi ở nhà chờ đợi mòn mỏi, một mình nuôi một đứa con. Đến khi, từ khi ông ra đi thì đứa con út là đi chập chững. Nhưng khi ông về thì đứa con út đó đã học high school. Phóng sự đêm hội ngộ cựu tù nhân chính trị Cồn Tiên, Ái Tử, Bình Điền tại thành phố Fortress, Virginia. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin cho email về washingtondc@sbtn.tv. Thanh Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Thông báo Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ trân trọng kính mời quý niên trưởng, quý đồng nghiệp và quý thân hữu tham dự dạ tiệc dạ vũ mùa thu được tổ chức vào ngày thứ Bảy 31 tháng 8 2019, 7 giờ tối đến 12 giờ khuya tại nhà hàng Harvest Moon với sự hiện diện của ca sĩ Ý Lan và ban nhạc The Red Sun. Xin liên lạc Dược sĩ Trần Kim Long 410-707-6203, bác sĩ Nguyễn Khoa 571-277-8791.